xin chào mấy anh em đồng nghiệp và tất cả các bạn nha. Bữa nay mình đi show nha các bạn. Show này là show đám giỗ mà người ta không có đặt trước, người ta nhậu say giờ người ta mới điện gom đồ đi chạy đi các bạn ơi. Trong buổi show mà cũng gắng chạy luôn mà mình lên tính đâu đâu ai về đâu, có mấy người à, có chừng 5-6 người à các bạn ơi. Em cũng khỏe lắm mà gặp cái không gian trong nhà, không gian trong nhà mà cái nhà cửa hơi nhỏ á, và nhà của đất mà nó dội ra không á, đánh tao vô nhà không được, tại nhà tường nó diễn biết dội ra ngồi trong nghe không phê ở ngoài nghe đánh gặp gặp vô nhà đánh cho xíu à, để một chút xíu mình vô trong mình quay cái không gian bên trong cho các bạn xem nha. Oh, my God.
trả lại rồi.